Có rất là nhiều anh em là không có xem kỹ các clip của em nên là khi mà hỏi thì nói K3, K2 thì không có biết đây. K3 thì nó khác cái K2 ở cái là cái bán mẫu bán nó như thế này. Anh em thấy không? Ôi, nát. Nói. Xin chào, rất cảm ơn khi anh em đã quay lại kênh của mình. Mình quay một cái video để báo giá những cái mẫu slingshot K2, K3 bên mình. Mẫu bán của nó như thế này. Nó có cái thêm cái đoạn này nó bao cò luôn ha. Đây. Nó có thêm. Còn cái K2 thì nó ra trước nên là nó đơn giản hơn. Đó. Thì nó cũng chỉ lệch nhau là 30 nghìn thôi. Đó. Còn ở đây cái K1 đây. Cái mẫu này thì rất nhiều anh em nói là sao không làm nó kiểu giống BCB. Thì đây mẫu này đấy, nhưng mà mẫu này bây giờ nó không sản xuất nữa nha anh em. Mẫu này ngày trước làm để test này kia thôi. Cái mẫu này á, là nó không có gắn được laser. Cái những cái mẫu K2, K3 thì em có chừa lên nè, để chừa cái đoạn này để gắn cái ray, lắp cái ray đằng sau cái cò để gắn laser. Rồi em phân biệt như vậy là anh em biết rồi ha. Và thêm một cái phần nữa là khi gửi hàng anh em lưu ý giùm em. Có rất là nhiều anh em quý quá thì nói là anh tin tưởng mà shop em bán nhiều năm là anh biết ngày trước ở chơi từ anh chữa cháy rồi tới chơi condo rồi cũng nói chung là cũng có theo dõi shop rất là lâu rồi, anh không có kiểm tra hàng, anh không kiểm tra làm gì. Nhưng mà nói thật với anh em đó là quyền lợi của anh em nên kiểm tra hàng. Thì em sẽ ghi đây là cho kiểm tra hàng, nhưng mà nói chung là mình khéo một tí tại vì bên vận chuyển hiện tại là nó rất là khó. Ví dụ anh em mà em đóng hàng như thế này có hai cái hình thức để anh em đồng kiểm. Một là anh em khui ra để kiểm tra thì anh em cứ khui bình thường xong rồi nhận hàng ha. Hàng này bây giờ là cứ cọc 50 ngàn em mới gửi nha, quen biết hay không gì em cũng vậy. Tại vì đôi khi anh em cũng có thay đổi ý kiến rồi đúng không? Ở nhiều khi mà anh em nói là giờ tôi không nhận được này kia hay là vợ không cho nhận đồ này kia, nó đâu phải là shop mong muốn đâu đúng không? Thì như thế này có hai hình thức. Một là anh em khui ra đồng kiểm tra đúng số lượng anh em nhận luôn, khỏe quá đúng không? Ví dụ anh em khui ra mà có thiếu dây hay thiếu cái gì gì không cần biết, ví dụ gọi điện cho shop ngay, shop bắt máy được thì shop giải quyết cho anh em luôn. Mà ví dụ như mà trong trường hợp mà shop đang đóng hàng hoặc là shop đi đáo hoặc là nói chung là không có rảnh được cái lúc đấy đi nghe máy thì anh em ngay lập tức có người giao hàng đó, anh em bật cái máy lên, bật cái điện thoại lên này. Ở đây anh em cứ nhìn màn hình này nha. Đây shop ơi, mình vừa khui ra có mặt bưu tá đây, chuyển máy qua quay bưu tá phát cho mình đó. Bưu tá đây. Anh bưu tá làm chứng dùng mình là chỉ có mình chỉ nhận được những cái này thôi nhé. Đó, đây nè, được có bao nhiêu món đó. Vậy xong. Đưa bưu tá gật đầu phát ok. Là cái đoạn video đó thì em sẽ lấy để làm hướng giải quyết cho anh em nó dễ hơn. Nhưng mà em cũng nói chung là cũng ít khi nào mà anh em gọi không bắt máy lắm. Trong trường hợp mình đi đám tiệc hay này kia hoặc là một số cái trường hợp đặc biệt thôi thì mới là không nghe máy thôi. Có những anh em nó gọi các chục cuộc này kia thì những cái hôm đấy chắc là rơi vào đi đám hay có rồi chục cuộc, chứ nếu mà em thấy cuộc gọi nhỏ em cũng gọi lại thôi. Nhưng mà nhiều khi đi đám anh em gọi cả mấy chục cuộc là em sẽ không gọi lại từng người được đó. Thì trong cái trường hợp đó nè, có một số anh em là nói tin tưởng là không kiểm tra luôn cũng được. Anh em đặt một cái điện thoại như thế này giùm em ha, anh em bấm vô quay video nhá. Đó, ví dụ anh em bấm vô cái quay video như thế, anh em bấm quay nè, ví dụ anh em bấm quay nè. Shop ơi nè, mình vừa nhận kiện hàng nè. Đó, chưa khui vừa gì ha. Đó, cho shop xem. Bây giờ anh em tiến hành khui thì anh em cứ lấy cái kéo hay cái dao anh em rạch ra, rạch khéo ra, anh em bung bét ra. Nó nằm trong khuôn viên cái video giùm em ha. Thì anh em đó, mình nhận được cái A, cái B, cái C, cái D. À, vậy là shop gửi như vậy nó đã thiếu cái A hay cái B gì đó. Shop coi giải quyết cho mình thì ngay lập tức thôi, đơn giản mà anh em. Nếu mà có video như thế này thì giải quyết quá đơn giản luôn. Tránh cái trường hợp mà anh em để bưu tá đi xong không gọi điện gì cho shop không ấy. Rồi có nhiều anh em nhận đâu buổi chiều á, sáng mai mới gọi, hoặc nhận đâu á, buổi sáng chiều mới gọi cho mình. Có nghĩa thời gian rất là lâu rồi, xong mình mới nói là shop ơi, mình đi vắng ở nhà, mình nhờ người nhà nhận hay là người này nhận người kia nhận cho mình, nên bây giờ là mình không có bằng chứng gì để chứng minh là shop gửi thiếu cho mình cái đó cái kia. Lúc đó em cũng rất là ngại, nói chung anh em phản ánh là mình rất là ngại. Nhưng mà người ta hay nói câu nó có sách mách có chứng nha. Kể cả bây giờ anh em mà có mua bên Lazada hoặc Shopee cũng vậy, thì khi anh em đặt thì người ta cũng mặc định người ta gửi thôi. Người ta nhiều khi shop khách đông người ta cũng đâu có gọi lại xác nhận lại với anh em đâu, gửi nhận không nhận thì thôi kiểu vậy. Nhưng mà khi mà anh em nhận hàng của Shopee hoặc Lazada cũng vậy, hoặc là Sen Đỏ, thì bây giờ như nó vẫn cài đặt được cho xem hàng hay sao anh em.
Nhưng mà một số shop nó cũng không cho xem đâu nha. Nhưng mà nếu mà chơi luật chơi của Lazada, Shopee thì nó rất là căng. Căng lắm. Đó, thì anh em cũng nhận được đây. Dơ cái mã này. Đơn nào thì cũng có mã số hết. Dơ cái mã ra. Rồi bắt đầu gặp hàng. Anh em đâu có cần phải có cái cây để mà kẹp điện thoại để mà quay này kia đâu. Anh em cứ dựa cái điện thoại vào trong góc như em vừa chỉ ha. Dựa vào tường hay dựa vào cái ghế gì đó. Anh em cứ để và anh em khui nha. Anh em thoải mái. À đây. Gửi đúng gửi sai gì đó.